Warhammer 40,000 Kỷ nguyên Indomitus. Chương 3. Thiên hà trong biển lửa. Đó là đầu thiên niên kỷ thứ 42. Nhưng cơn bão Warp tràn ra từ Secret Rift đã khiến cho tình trạng hỗn loạn không hồi kết không chỉ bao trùm đến văn minh của nhân loại mà còn đối với hàng loạt thế lực Xenos lớn nhỏ khác nhau của thiên hà. Và chờ đợi hiển nhiên không phải là giải pháp tốt nhất. Do đó, cùng với cuộc chinh phạt Indomitus Crusade của loài người, các loài Xenos cũng đã đồng loạt phát động các cuộc chiến để giải cứu các vùng lãnh thổ đã bị nuốt chửng bởi Secret Rift và lợi dụng sự đoàn lạc của thiên hà để mở rộng sự bành trướng quyền lực và tài nguyên của mình. Hoặc đơn giản như là một nỗ lực kháng cự yếu ớt cuối cùng chống lại sự diệt vong. Tại Craftworld Ulthwé của Eldrad, các hai Phasir đã phân tán gần như toàn bộ lực lượng của mình ra khắp thiên hà nhằm nỗ lực đẩy lùi ảnh hưởng của hồn ma. Một số lực lượng của Ulthwé đã vượt qua Secret Rift để tiến vào Imperium Nihilus, và tại Sector Stygios, chúng đã hỗ trợ lực lượng Imperium đang bị bao vây bởi đạo quân của Zinj, tạo ra sự phân tâm cho phép lực lượng con người rút lui an toàn. Tại những nơi khác, Ulthwé đã hỗ trợ loài thau trên hành tinh Violos và các Grey Knight trên mặt trăng Tachala. Mỗi hành động của quân đội Ulthwé đã đảm bảo được một sự liên kết mong manh với những đồng minh cần thiết cho các trận chiến chống lại hỗn mang trong tương lai. Nhưng chính lòng hảo tâm của Ulthwé đã nhanh chóng hóa thành mối họa của chính nó. Không còn đủ khả năng phòng vệ do lực lượng bị phân tán, thế lực hỗn mang đã thực hiện cuộc tấn công lên chính Ulthwé nhằm phá hủy nó. Nhưng may mắn thay, khi bè lũ quỷ dữ xâm nhập thành công vào các mái vòm pha lê khổng lồ của Ulthwé, chúng đã phải đối mặt với Phasir, Eldrad, Odran và các chiến binh Inari và Heliquins. Bất chấp sự hiện diện của Kairos the Fate Weaver tại hàng ngũ quỷ dữ, lực lượng của Eldrad đã nhanh chóng trục xuất thành công kẻ thù của mình trở lại Warp. Ở một nơi khác, đế chế của loài thau đã phát động cuộc bành trướng lãnh thổ Sphere Expansion lần thứ 5 của mình, bất chấp sự thất bại nặng nề của lần bành trướng thứ 4. Gây ra bởi việc kích hoạt công nghệ du hành không gian bất ổn định mang đến AL-38 Slipstream Module đã khiến cho gần như toàn bộ hạm đội mở rộng Sphere Fleet thứ 4 của chúng bị phá hủy. Nhưng thảm họa này cũng đã tạo ra cho đế chế thau một cơ hội mới. Ngay tại nơi mà các phi đội thau sống sót của Sphere Fleet thứ 4 trôi ra khỏi Warp, một cửa ngõ không gian ổn định mà Imperium chỉ định là Pariah Nexus đã được mở ra nối thẳng từ lãnh thổ của đế chế thau đến vùng không gian được gọi là Nemia Athol nằm ở phía bắc Segmentum Ultima. Thông qua đây, hạm đội Sphere Fleet thứ 5 của thau dưới sự lãnh đạo của nữ chỉ huy thau tên là Shadow Sun đã vượt qua sự ngăn cản của cơn bão Warp một cách dễ dàng. Kể từ sau khi được phát hiện bởi Sphere Fleet thứ 4, Nemia Athol đã trở thành một đế chế thu nhỏ gồm các Sepworlds, các pháo đài không gian và các khu vực cư trú nhỏ bao quanh gần cổng Pariah Nexus. Và khi hạm đội mở rộng thứ 5 chạm đến Nemia, Shadow Sun đã hợp nhất những người sống sót của hạm đội mở rộng thứ 4 và hạm đội của mình và bắt đầu củng cố mở rộng quy mô lãnh thổ mới của đế chế thau. Nhưng cũng như các hệ sao khác của Imperium Nihilus, nó cũng đồng thời phải chống lại những cuộc tấn công liên tục từ những thế lực thù địch của Warp. Như vậy, nguồn lực quân sự của thau được phân bổ để bảo vệ khu vực trọng điểm này cũng tương đối lớn. Nemia Athol đã bị tấn công đặc biệt dữ dội bởi một hạm đội lớn thuộc quân đoàn phản bội Dead Guard, vốn có ý định giành lấy tuyến đường Pariah Nexus. Mặc dù bị bất ngờ, Shadow Sun đã nhanh chóng tập hợp lực lượng của mình để chống lại quân xâm lược Chaos và tham gia vào một cuộc chiến cam go để ngăn chặn Dead Guard tiếp cận Pariah Nexus và giành được con đường dẫn đến trung tâm của đế chế thau. Mặc dù được duy trì bởi bạo lực và xung đột, vương quốc Cormorak của Dark Eldrad cũng đã trở nên đặc biệt bất ổn kể từ sau sự hình thành của Secret Rift. Tính cách chống lại ảnh hưởng của Inari đang ngày càng lớn mạnh bên trong thành phố Hắc Ám. Lãnh chúa tối cao của nó là Drobel Vect đã bắt đầu tìm cách loại bỏ Yvraith và gia phái của cô ta trong bí mật. Từ đây, tình trạng xung đột ở Cormorak đã bùng phát ở mức độ chưa từng thấy khi nhiều thành viên của hội đồng Cabal bị tấn công bởi các phe phái ủng hộ Inari mà không hề nhận ra rằng Vạch đứng sau những hành động đó. Hắn cũng đã sử dụng các bên thứ ba để trao tiền thưởng cho mạng sống của Yvraith và những người ủng hộ cô ta, tạo ra hàng loạt cuộc săn lùng đẫm máu của các sát thủ và thợ săn tiền thưởng ở Cormorak. Trên thực tế, và không cần quá nỗ lực để thành phố đến chỗ xung đột, vì Dark Eldar cần rất ít lý do để giết hại lẫn nhau. Nhưng trong khi Vách đã dần loại bỏ một lượng lớn phe ủng hộ Inari bên trong Cormorak, thì các tiểu vương quốc của nó vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Inari. Trong khi đó, thủ lĩnh của Inari là Yvraith, sau khi trở lại từ hành trình hồi sinh Gilliman tại Makrak, đã triệu hồi một cuộc họp với các thủ lĩnh của các phe phái Eldar tại hành tinh Iaclas để bàn về kế hoạch tương lai. Tuy nhiên, đúng vào 6 giờ ngày thứ 6, tuần thứ 6, một đạo quân quỷ dữ được dẫn đầu bởi Greater Demon của Slaanesh tên là Shalaxi Helbane đã bất ngờ xuất hiện và tấn công hội đồng của cuộc họp nhằm lấy mạng Yvraith. Mặc dù trước đó có mâu thuẫn với nhau, nhưng tất cả các Eldar có mặt tại cuộc họp đã hỗ trợ lẫn nhau chống lại lực lượng hồn ma. Nhưng số lượng Demon của Slaanesh đơn giản là quá lớn, và sau một loạt những cuộc đụng độ ác liệt trên khắp bề mặt hành tinh, Helbane cuối cùng đã có thể dồn Yvraith vào chỗ hiểm. Mặc dù đối mặt với sự chống trả quyết liệt của các cận vệ mạnh mẽ của Yvraith, thậm chí bao gồm cả Incarn, hiện thần cõi trần của vị thần chết Eldar, cũng không thể đánh bại được Greater Demon của Slaanesh. Tuy nhiên, cuối cùng Helbane đã tiết lộ rằng thậm chí không thực sự hiện diện trên chiến trường, mà chỉ đơn giản là một ảo ảnh vững chắc để trêu đùa và kiểm tra sức mạnh của Inari. Và rồi hay tuyên bố rằng Slaanesh chỉ đơn thuần coi Inari như một trò tiêu khiển không hơn không kém, trước khi biến mất và hư vô. Sự diễu cợt này của Helbane như thể một vết cắt khác vào sau dây hy vọng mong manh của Inari, vì trước đó cũng chính Helbane là kẻ đã đánh cắp thành công thanh gươm Cronswood thứ 5 mà Yvraith cần để hoàn thành nghi thức Seventh Path để có thể đánh thức hoàn toàn vị thần chết của mình. Và đã giấu nó bên trong cung điện của Slaanesh, ẩn sâu trong Imaterium, một nơi mà người phàm không thể chạm tới. Điều này đã khiến cho kế hoạch định sẵn của Yvraith gần như đổ vỡ hoàn toàn. Tuy nhiên, Inari vẫn không chùn bước mà vẫn tiếp tục tìm phương cách mới để hồi sinh vị thần chết của mình. Cho đến trước sự sụp đổ của Kairos, các vương triều Necron rải rác khắp thiên hà đã dần đoàn kết dưới lời kêu gọi của Silent King Szarekh, kẻ đã cùng với hội đồng Triarch của mình du hành khắp thiên hà đánh thức các năng mộ Necron khỏi giấc ngủ triệu năm của mình. Tuy nhiên, Szarekh vẫn rất cẩn trọng theo đuổi kế hoạch của mình một cách bí mật, thao túng quan hệ giữa các triều đại một cách gián tiếp thông qua các thành viên trung thành của hội đồng Triarch Praetorians hoặc các lãnh chúa Necron có ảnh hưởng trong các vương triều, và đã đưa lời kêu gọi của mình tới gần như mọi vùng lãnh thổ của Necron trong thiên hà. Mặc dù sự khai sinh của Secret Rift đã khiến cho nhiều hành tinh mộ của chúng bị phá hủy hoặc bị những cơn bão xài kích nuốt chửng và thất lạc khỏi bản đồ thiên hà, khiến cho kế hoạch hợp nhất các triều đại của Silent King bị gián đoạn, Szarekh vẫn còn một kế hoạch khác để khôi phục lại trật tự thiên hà. Sau khi The Great Rift hình thành, Imperium nhận thấy rằng họ không nhận được bất kỳ yêu cầu trợ giúp nào từ các thế giới của Sector Nephilim thuộc Segmentum Ultima. Nhận ra sự bất thường, Lord Commander Gilliman đã phái Battle Group Calidus của Indomitus Crusade tới điều tra. Tại đây, họ phát hiện ra rằng một khu vực rộng lớn của Nephilim Sector không hề chịu ảnh hưởng của những nhiễu loạn gây ra bởi Secret Rift. Trái ngược với sự hỗn loạn của phần còn lại thiên hà, lãnh hải của khu vực này hoàn toàn bình lặng, như thể Warp đã bỏ qua sự tồn tại của nó vậy. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, hạm đội Imperium tiến ngày càng sâu vào khu vực này thì những dấu hiệu bất thường ngày càng hiện rõ. Bắt đầu với việc dòng chảy dường như hoàn toàn tĩnh lặng của Warp trở nên khó định hướng. Hệ thống Warp Drive và Galer Field yêu cầu ngày càng nhiều năng lượng để hoạt động. Các Navigator, Astropath và những thành viên sở hữu năng lực Psychic của hạm đội đều đột ngột bị suy nhược hoặc thậm chí mất hoàn toàn khả năng sử dụng năng lực tâm linh bẩm sinh của mình. Tiếp đến, gần như tất cả thành viên còn người trong Battle Group, ngoại trừ các Adepta Sororitas, đều sớm trở thành nạn nhân của tình trạng bất ổn tinh thần, hoảng loạn, mệt mỏi, thậm chí là rơi vào những cơn hôn mê sâu. Ngay cả các Space Marines và các giáo sĩ công nghệ của Mechanicum cũng đã bắt đầu than phiền về những cơn đau đầu không dứt. Vì những biểu hiện giống với sự ảnh hưởng của sức mạnh ức chế Warp của các cá nhân phản psychic được gọi chung là Pariahs, tương tự như lực lượng Sister of Silence của Terra, Imperium đã chỉ định khu vực này là Pariah Nexus. Nhưng điều thậm chí còn đáng quan ngại hơn nữa là tất cả các thế giới con người thuộc Imperium mà họ ghé thăm trong Sector đều trồng rộng, vàng bóng hoàn toàn sự sống. Hàng tỷ công dân của đế chế đã biến mất không một dấu vết. Bí ẩn lớn này sau đó được giải mã, kim lực lượng nhỏ của Chapter Ultramarines đáp xuống một hành tinh mang tên Meshnock thuộc Pariah Nexus và phát hiện ra một cột trụ Blackstone khổng lồ. Sau khi do thám, họ đã khám phá ra các dấu hiệu rõ ràng thuộc về loài Necron xung quanh cột trụ này và nhận định rất có thể là nguyên nhân đã gây ra sự suy sụp trí lực, giờ được gọi chung là The Stealing của Battle Group. Do đó, đã quyết định tấn công để phá hủy nó. Tuy nhiên, cuộc tấn công của các Ultramarine đã nhanh chóng biến thành một thảm họa khi các hướng tấn công của họ bị đánh chặn bởi các đạo quân Necron khổng lồ bất ngờ xuất hiện từ các công trình xung quanh cột trụ Blackstone. Mặc dù đông đảo hơn về quân số và phương tiện, hiện tượng Stealing gây ra bởi cột trụ Blackstone đã khiến các binh lính đế chế ngày càng suy sụp. Nhiều người đã bỏ chạy vì sợ hãi, kẻ thì chôn chân tại chỗ không thể di chuyển. Từ đây, cuộc chiến tại bề mặt Meshnock đã gần như biến thành một cuộc thảm sát không quản nhượng nếu như không nhờ có sự yểm trợ của các Space Marine và Sister Battle để quân lực Imperium rút lui trở lại không gian. Sau thất bại nhục nhã tại Meshnock, các trận chiến khác liên tiếp nổ ra trong các hành tinh lân cận khi Battle Group Calidus phát hiện ra thêm hàng loạt cột trụ Blackstone tương tự và quay cuồng để tìm cách vén màn bí ẩn về kế hoạch của loài Necron. Sau tổn thất lên tới hàng chục triệu sinh mạng tại hàng loạt thế giới trong Pariah Nexus, và rồi bị đẩy lùi co cụm tại một khu vực nhỏ ở Rear Pariah Nexus, lực lượng của Imperium cuối cùng đã có được tiến triển tích cực đầu tiên trong trận chiến tại hành tinh mang tên Cheris. Tại đây, họ đã nhận ra rằng trong khi các cột trụ Necron kìm hãm tất cả sức mạnh tâm linh thuộc về Warp, khiến các Saiger trở nên vô dụng, thì đức tin vào hoàng đế nhân loại chính là câu trả lời. Tại Cheris, trong khi nỗ lực phá hủy một cổng trung chuyển quân của Necron và gần như bị đánh bại, thủ lĩnh của các Sister Battle là Ephraim đã sử dụng nguồn sức mạnh vĩ đại từ đức tin thuần khiết của mình để xóa bỏ sự ảnh hưởng của cột Blackstone khỏi hàng ngũ binh lính đế chế chỉ bằng sự hiện diện tráng lệ của mình với đôi cánh hoàng kim được tạo thành từ ánh sáng. Ở mọi nơi mà ánh sáng của cô chiếu tới, hiện tượng Stealing biến mất và binh lính được tiếp sức bởi niềm tin vào hoàng đế, tà lao và đạo quân Necron với lời ca tụng chủ nhân loài người trên môi mình. Đối mặt với cuộc phản công bất ngờ và dữ dội của Imperium, lực lượng bảo vệ cổng Necron ban đầu chiếm thế thượng phong đã nhanh chóng bị đánh bại, và lực lượng của Stern đã phá hủy thành công cánh cổng này, làm gián đoạn dòng tư viện của Necron. Thủ lĩnh của Necron tại Pariah Nexus là Cryptek Illuminor Ziras đã không thể tìm ra nguyên nhân cho sức mạnh tâm linh mà Stern đang biểu lộ, mặc dù công nghệ kỳ ảo của cột Blackstone đã được tạo ra để nhằm mục đích chống lại nó. Hắn ta không nhận ra, hay đúng hơn là không muốn tin rằng đây không phải là sức mạnh do Warp sinh ra, mà là từ đức tin thánh thiện, một phép lạ tạo nên bởi tinh thần của con người. Bởi lẽ, từ khởi đầu của thiên hà, loài Necron đã tự mình tiêu diệt chính các vị thần linh của mình. Vậy tại sao một hình tượng tâm linh của một giống loài thấp kém hơn như nhân loại lại có khả năng chống lại công nghệ của chúng khi mà ngay cả các cực thàn đã thất bại? Dù sao thì, sức mạnh của đức tin đã nhanh chóng trở thành một vũ khí mạnh mẽ cho các lực lượng của Battle Group Calidus. Những thành viên có đức tin mạnh mẽ nhất đã trở thành lãnh đạo trong hàng loạt nỗ lực phản công trên nhiều mặt trận, tạo ra tổn thất nặng nề cho lực lượng Necron. Tuy nhiên, kể từ cuộc giao tranh đầu tiên, họ vẫn chưa thể phá hủy bất kỳ cột trụ Blackstone nào cũng như khám phá ra kế hoạch của loài Xenos. Đối mặt với sức ép thời gian, Battle Group đã quyết định thực hiện một nỗ lực thu thập thông tin tại hành tinh Tradica Adaxis, nơi được cho là một trong những cơ sở Necron lớn và quan trọng nhất trong Pariah Nexus. Tại đây, đội đặc nhiệm Imperium dẫn đầu bởi Inquisitor Draxus và Sister Battle Stern đã ngay lập tức bị bao vây và áp đảo bởi lực lượng Necron của Ziras. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của hắn, lực lượng Imperium quyết không đầu hàng mà bất ngờ tiến công thẳng vào cột trụ Blackstone khổng lồ của hành tinh. Mặc cho phải hứng chịu thiệt hại khủng khiếp, họ đã tiến vào được trung tâm của cột trụ. Tại đây, đối mặt với sự bao vây của lực lượng Necron từ cả trong lẫn ngoài, họ vẫn trích xuất thành công một thiết bị lưu trữ dữ liệu Necron trước khi rút lui thành công nhờ vào sự hỗ trợ của một Catan Shard mà họ đã giải phóng khỏi tình trạng giam cầm ở trung tâm của cột trụ. Sau khi phân tích thiết bị lưu trữ, họ nhận ra rằng Pariah Nexus chỉ đơn thuần là một trong số rất nhiều khoảng trống psychic tương tự được loài Necron tạo ra bao quanh thiên hà. Một công trình vũ trụ đang dần được xây dựng với mục tiêu và sự ảnh hưởng không thể đo lường lên thiên hà một khi được hoàn thành. Nhưng mặc cho bối cảnh hỗn loạn chung của thiên hà, không phải tất cả các loài Xenos đều chịu ảnh hưởng tiêu cực của Cicatrix Maledictum. Hãy nhất là tìm cách khôi phục lại sự ổn định đã mất một cách tuyệt vọng, nhất là khi chúng sống nhờ vào sự xung đột và hủy diệt. Từ khắp thiên hà, loài Orc vẫn luôn là những kẻ hào hứng nhất trước kỷ nguyên tăm tối mà Secret Rift mở ra. Hàng triệu phi thuyền siêu vẹo của chúng đang tập hợp dưới lời kêu gọi của nhà tiên tri Kugok và Mok, Warboss Gaxkumak Orutraka, với lời hứa hẹn về cuộc hòa lớn nhất lịch sử thiên hà, một cuộc chiến sẽ kéo dài đến vĩnh hằng. Trong khi đó, mặc dù phần lớn các nhánh của các hạm đội Tyrannis đã bị cô lập hoặc bị tiêu diệt bởi sự chào đời bất ngờ của Secret Rift, các hạm đội tổ ong lớn ngoài sức tưởng tượng của Hive Mind vẫn liên tục bùa về thiên hà từ mọi cực. Được thúc đẩy bởi cơn đói khát vô tận của Hive Mind, cho đến cuối thế niên kỷ thứ 41, có ít nhất 5 hạm đội tổ ong lớn và vô số bầy đàn nhỏ hơn đã xâm nhập vùng không gian đã biết và gây ra những cuộc diệt chủng hàng loạt trên hàng trăm hệ sao. Vì không phụ thuộc vào Warp để du hành không gian, sự nhiễu loạn khủng khiếp trong Warp sau sự chào đời của Secret Rift hầu như không gây ra ảnh hưởng lớn đến hướng đi của các bầy đàn Tyranid. Thậm chí còn cung cấp cho chúng điều kiện thuận lợi để tấn công các thế giới bị cô lập và không thể nhận sự trợ giúp bên ngoài bởi ảnh hưởng của các cơn bão Warp đang hoành hành. Tuy nhiên, vì các dạng vật chất vô cơ như của loài Necron và năng lượng psychic của hỗn mang hầu như không có giá trị sinh học đối với Hive Mind, chúng thường chủ động né tránh các khu vực bị bao phủ bởi các cơn bão Warp lớn hoặc đang bị xâm chiếm bởi lực lượng của hỗn mang và các vùng lãnh thổ của loài Necron. Ngay sau cuộc tấn công thất bại tại hệ Bar, High Fleet Leviathan cho đến nay vẫn được ghi nhận là High Fleet lớn nhất mà Imperium từng chạm trán, đã được tuyên bố rộng rãi là bị tiêu diệt. Tuy nhiên, nó vẫn còn rất nhiều nhánh nhỏ hơn đã rút lui thành công khỏi sự truy quét của hạm đội Indomitus tại hệ Bar, cũng như các vòi lớn đã bị tách ra kể từ sự hình thành bất ngờ của Secret Rift trước đó. Ngay sau khi rời khỏi hệ Bar, chúng đã bắt đầu tập hợp lực lượng và tiếp tục hành trình tàn phá của mình hướng dần tới Segmentum Solar để tiếp tục hướng đến mục tiêu ban đầu của mình là ngọn hải đăng Astronomicon tại Terra. Tệ hơn nữa, dựa trên báo cáo vào năm 998 của thế niên kỷ thứ 41 của Strategic Collective, một tổ chức tình báo đặc biệt của Hội đồng Administrorum được thành lập ngay sau sự thất bại của Leviathan tại Bar. Các hạm đội Tyranid khổng lồ vốn đã không thể đo lường cả về quy mô lẫn chủng loại đang bảo vệ thiên hà, chỉ đơn thuần đóng vai trò như là các vòi dò thám tiền phòng của một lực lượng chính chưa được nhìn thấy của Hive Mind, vì chúng như thể những móng vuốt của một con dã thú giấu mắt. Theo cơ sở dữ liệu này, lực lượng chính này dự kiến sẽ tiến vào thiên hà trong vòng một thế kỷ nữa. Báo cáo cũng nêu rõ rằng để có cơ hội đẩy lùi tai họa khủng khiếp này, Imperium sẽ cần phải tăng mức huy động quân sự tối thiểu 500%. Đồng nghĩa với việc điều động mọi người đàn ông và phụ nữ khỏe mạnh trên mọi thế giới của Segmentum Solar, Obscurus và Tempestus. Nhận ra một đe dọa khủng khiếp sắp sự ập vào thiên hà, các lực lượng đế chế đã bắt đầu tập hợp lực lượng và chuẩn bị cho cuộc đại chiến Tyranid lần thứ tư và có thể là cuối cùng sắp sửa bùng nổ. Nhưng trong cái cuộc xâm lăng không tưởng này của Hive Mind đại diện cho thảm họa diệt chủng đối với sự sống của cả thiên hà, thì War Master Abaddon của quân đoàn đen, kẻ thù chuyên kiếp của Imperium of Man, vẫn đang không ngừng chuẩn bị cho bước tiếp theo của mình để thâu tóm nhân loại. Crimson Path của hắn đã được mở ra. Giờ đây từ hắn cần là một vũ khí mạnh mẽ để đè bẹp hàng phòng thủ của Nachman Conlep, cũng như các vùng lãnh thổ rộng lớn còn nằm trong tay của Imperium. Và hắn đã tìm được kẻ sẽ giúp mình có được nó, một đồng minh mạnh mẽ từ Warp. Và cũng như Abaddon, đồng minh này của hắn không quy phục theo ý nguyện của 4 vị ác thần của Warp, mà chỉ hành động theo ý muốn của bản thân mình. Là một thực thể của Warp nhưng không bị ràng buộc bởi món quà sức mạnh từ các vị thần hỗn mang, một kẻ giấu mặt bí ẩn nhưng lại đóng vai trò to lớn trong cục diện của trò chơi vĩ đại, là kẻ sẽ khiến chính các vị thần của Immaterium phải e ngại vì sợ đánh mất liên minh của mình về hắn. Tên của hắn là Vastor the Acrifane, vị thần của những cỗ máy chiến tranh và là chủ nhân của những lò rèn linh hồn, kẻ nắm giữ chìa khóa dẫn tới chiến thắng cuối cùng và tuyệt đối của Abaddon The Despoiler.